Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S như vậy, cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Câu chuyện của cô gái tham gia game show Bạn Muốn Hẹn Hò rồi yêu cầu bạn trai phải chu cấp cho mình những chuyến du lịch châu Âu, châu Mỹ trong những ngày gần đây thì đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Và trước những chỉ trích bị coi là thực dụng, mới đây thì cô nàng này đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cái tên Thùy Dương trong những ngày gần đây đang thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng sau khi tham gia game show Bạn Muốn Hẹn Hò. Cô nhận rất nhiều ý kiến trái chiều khi đưa ra quan điểm muốn được bạn trai tài trợ du lịch châu Âu sau khi kết hôn. Ngay lập tức cô gái này đã bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội, cho rằng cô này quá thực dụng. Bên cạnh đó, phát ngôn cũng như là cách hành xử kém duyên của cô gái, dù bấm nút hẹn hò nhưng lại tỏ thái độ khó chịu khi được yêu cầu thơm má, càng khiến dân mạng kịch liệt chỉ trích. Trước những ồn ào này, nam chính Lê Nam, người được mai mối với Thùy Dương đã lên tiếng trên trang cá nhân cho biết anh đã bấm nút đồng ý hẹn hò vì sợ đối phương lâm vào tình trạng khó xử. Sau một tháng tìm hiểu thì hiện tại, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Còn về phía Thùy Dương, cô gái hoàn toàn giữ im lặng trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên mới đây, Thùy Dương đã bất ngờ có chia sẻ trên trang cá nhân. Đừng quan tâm đến người khác nói gì, bạn không làm gì sai nên cứ ngẩng cao đầu mà sống. Chia sẻ với báo chí, Dương cho biết hiện tại cô đang chữa bệnh và cần nghỉ ngơi nên không quá bận tâm đến những chỉ trích của cộng đồng mạng nhắm vào mình. Chia sẻ về nam chính ghép đôi trong chương trình, Thùy Dương nhận xét anh Nam đã rất tốt những ngày mình nằm viện vừa qua. Anh ấy thật sự là người tử tế, mình nợ anh rất nhiều. Còn về phần có nhiều người cho rằng Thùy Dương có ý đào mỏ hay lợi dụng nam chính, cô khẳng định bản thân có thể tự đi làm kiếm đủ tiền để trang trải cho những chuyến du lịch. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.